một cái bình nấm hoa cẩm mới ngâm xong rất đẹp luôn mọi người ạ. Chào mọi người, hôm nay tôi chuẩn bị là nấm mộc cẩu để chuẩn bị lên bình nha mọi người nhé. Giờ tôi sẽ cắt hết những cái đoạn xấu bẩn này, cắt loại bỏ đi những cái đoạn nó bị bẩn, sau mình sẽ đi rửa. Những đoạn nào nó bị bám đất rồi. Đấy mọi người ạ. Cắt xong rồi bỏ này rất đẹp luôn này. Sau đi rửa. Mọi người nếu có cái vừa xe máy rửa rất nhanh nhá mọi người nhé. Chỉ cần áp được cái nước để xe máy cho nhanh luôn. Đừng ạ. Mọi người cũng nên để ý nhẹ tay một tí, nhẹ tay một ít. Không vì nặng tay nó sẽ bị gãy cái nụ của nó. Giờ chờ nó ráo nước xong là được khoảng hơn 30 phút nửa tiếng, mình sẽ bắt đầu tiến hành quan ngâm nhé mọi người. Đây, hiện tại bây giờ khúc nào ra khúc đấy luôn rồi, sạch sẽ. Ok, trong thời gian tôi cũng đã phơi cho nó ráo hết một ít nước rồi mọi người nhé. Đây. Giờ mình tiến hành bình rửa sạch sẽ. Mình lấy bình thủy tinh hay là bình sứ, bình sành được. Đấy, hiện tại là bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị cho vào xếp vào bình. Đây, mình sẽ vào bình hết nha mọi người. Hiện tại cái bình cái nấm của em hiện tại bây giờ đang 1 cân, 1 cân nấm. Mọi người nhìn đẹp không?
Đây sẽ bình này. Thường là em cũng hay ngâm cho anh em, nhưng anh em là cũng có thời gian đấy, em cũng ngâm sẵn để cho anh em, mà anh em mà có nhu cầu để đăng ký đặt thì em hay ngâm trước cho, ngâm xong mọi người thì lấy về để chờ một thời gian là lấy về uống được thôi mọi người, không phải làm cái gì cả. Người chuẩn bị ít mật ong nhé, tổng khoảng chén này, hai chén này đổ vào. Ok xong đấy mọi người, tôi tiến hành cho rượu vào thôi. Đây để bình bình nấm, đây, rượu tôi chuẩn bị xong rồi mọi người nhé. Đây nấm này, đấy sẽ thành hình như rồi. Giờ mình đổ rượu thôi. Đây rượu tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Tinh tinh có rượu của tôi. Đây rồi. Lít rưỡi, cái này phải thêm nửa lít nữa. Bình này rơi 2 lít. Nhưng trong này là có sẵn ít rượu rồi. Đổ rượu vào mọi người nhìn thế nào. Đây mọi người. Rồi, tôi đổ thêm rượu vào nhé. Ok đó mọi người. Rất đẹp luôn. Giờ sẽ lấy cái bóng nhìn vào cái nắp này, nó kín rồi nó bị bay bay bốc hơi, nó thoát khí ra ngoài. Người nhớ để cho một ít hai một hay tầm 2 chén mật ong vào mọi người nhé. Uống có bị xong rồi còn bị chát, còn bớt thì cái vết chát của cái nấm ấy. Xong hết mọi người ạ. Đây cái bình chữ đẹp. Cái bình nấm hoa cẩu.
Rồi video này em cũng tạm dừng tại đây. Chào mọi người nha.